kết bạn lại nhá. Ừ, tiếc cho anh Thắng em ạ. Anh Thắng mắt sâu tình cảm lắm em ạ. Anh ấy tốt lắm. Nói chung là hầu như anh ấy dành tất cả những cái gì tốt đẹp nhất cho anh em ấy, cho các em. Anh ấy nhà anh ấy còn chưa làm mà anh ấy còn cũng giúp khá. Anh nhà chưa làm mà anh cũng cho khá mấy trăm để xây móng, 400 anh cầm tiền ra mà. Đấy rồi có những cái đồ gì tốt ấy anh ấy toàn gọi anh em lên cho ấy. Anh ấy đi mua đồ hiệu anh cũng phải mua cho anh em, mỗi các em một cái. Ví dụ anh đi mua cái thắt lưng da, anh phải mua cho mỗi thằng em một cái thắt lưng da. Anh tình cảm lắm. Đoạn đấy anh đóng phim hay mà em. Ông này vào bình luận vớ vẩn chặn luôn em nhỉ? Chặn luôn đúng không em? Chặn luôn anh em nhỉ? Chặn luôn đấy. Anh em mình lên livestream là để gửi những lời chúc tốt đẹp đến cho gia đình nhau, tạo cho nhau niềm vui tiếng cười. Vào bình luận vớ vẩn rút thẻ đỏ luôn, cho ra khỏi sân. Tùng Dương ở Sơn Tây em ạ. Anh chào LL nhá. Cảm ơn anh em đã follow mình nhá. Anh quê Bắc Linh nhá. Chào ký sự nhá, sinh viên nhá. Anh chào Hà Phượng nhá. Anh chào Đi Lô nhá. Anh chào LL. Chào Mộng Tường nhá. Anh chào Văn Lịch nhá. Chào Văn Công nhá. Linh Duyên có tí việc em ạ. Đoạn nhạc hay. Chào Thanh Nương nhá. Cảm ơn anh em follow với thả tim mình nhá. Cảm ơn anh em đã follow thả tim và chia sẻ của mình. Cảm ơn anh em nhá. Đấy có 4 cái nút ở bên góc phải màn hình đấy. Anh em ấn hết cả vào 4 nút đấy. Đấy, tuyệt vời luôn. Có 4 cái nút ở bên góc phải ấy. Góc phải điện thoại ấy. Ở chỗ bàn phím có cái 4 nút đấy, anh em ấn hết vào 4 nút của mình. Anh chào Thế Anh nhá. Chào Nguyễn Nhật nhá. Đúng rồi, anh em mình lên livestream là gửi những lời chúc tốt đẹp cho nhau. Đấy, tạo cho nhau niềm vui tiếng cười. Ai mà không thích mình thì có thể bạn ra ngoài mà mình có bắt bạn, mà mình cũng không bắt được bạn ấy. Mình có bảo bạn vào xem livestream của mình đâu. Mà bạn phải dành những cái lời nói không hay dành cho nhau. TikTok bây giờ nó cũng có thuật toán mà bây giờ mà bình luận láo là đánh gậy mà sau thì dùng nó cũng bị bóp ấy, nó có không dùng được đâu. Hôm qua anh ra chỗ Phạm Tuấn học cũng học được nhiều cái, nói chung nhiều quy tắc của TikTok ấy á. Chào Huy Phủ Yên nhá, lâu không gặp em. Cảm ơn anh em follow với cả thả tim mình nhá, cảm ơn anh em nhiều. Chào Nguyễn Hữu Linh nhá. Chào iOS nhá. Anh Thắng mất sâu, mất là bị đột quỵ em ạ. Anh chào Diu Diu, chào Bùi Xuân Đạt, Thế Anh, Hiếu Cân Đối nhá. Anh chào Tuấn nhá. Chúc tất cả những anh em anh vừa đọc tên gia đình hạnh phúc nhá. Công việc thì thuận buồm xuôi gió 8386 nhá. Anh chào Nguyễn Nhật nhá. Chào Linh 18. Chào ông bố ham chơi nhá. Đã ông bố rồi vẫn còn ham chơi. Anh chào Hiếu Cân Đối nhá. Chào Hoàng Anh. Cảm ơn anh em đã follow nhá. Đây nó có 4 cái nút ở màn hình ấy, 4 cái nút ở bên phải màn hình ấy, góc phải màn hình ấy. Anh em ấn vào đấy, ấn mạnh tay vào màn hình cho mình đi. Anh em chia sẻ và tặng tim cho mình nhá. Cảm ơn anh em. Anh chào Trương Duy nhá, chào Quang Hiệp, chào Thắng Còi nhá. Anh chào Lâm Con nhá, Lâm Cô, anh chào Ngọc Quân, chào Sơn Cỏ. Anh cứ đọc tên ai sau này là anh chúc gia đình người đấy hạnh phúc này. Thank you.
Anh chào Thế Anh nhá. Khánh Sky vẫn chơi với anh em mà. Em Khánh ok mà. Cảm ơn anh em đã follow với cả thả tim và chia sẻ video của mình nhá. Cảm ơn anh em nhiều. Anh chào Nguyễn Văn Đông. Chào Tú nhá. Anh chào Hải Đăng nhá. Những ai mà anh đọc tên sau là anh chúc gia đình người đó hạnh phúc, làm ăn thuận lợi nhá. Anh chào Trang Coco Shop nhá. Anh chúc shop của em luôn buôn may bán đắt em nhá. Anh chào Sùng Hải Minh nhá. Chào Bun Gạo nhá. Chào Lăng Tiên 68. Cảm ơn anh em đã follow mình nhá. Chào Hoàng Bin nhá. Chào Ly Lamy nhá. Chào Lâm Con nhá. Chào Lan Coco. Anh chào Bun Gạo nhá. Cảm ơn anh em đã follow nhá. Anh Khá 2026 rồi em ạ. Độ khoảng 2026. Lưu cải tạo tốt em ạ. Anh Khá vẫn khỏe. Anh chúc tất cả những anh em anh vừa đọc tên gia đình hạnh phúc nhá. Công việc thuận buồm xuôi gió, phát tài phát lộc 8386 nhá. Chúc anh em mã đáo thành công. Anh chào Ngư Đét nhá. Chào Tuấn Tú. Anh em ăn cơm chưa anh em ơi? Anh chuẩn bị ăn em ạ. Anh lên nói chuyện với anh em một tí rồi sau anh ăn cơm. Chào Quang Tùng nhá. Chúc Quang Tùng và gia đình luôn hạnh phúc nha em nhá. Công việc thuận buồm xuôi gió em nhá. Anh chào Colo Nhuê 15 nhá. Anh chào Huy Bin nhá. Cảm ơn anh em follow chia sẻ kênh mình nhá. Cảm ơn anh em đã thả tim. Anh chào Hưng nhá. Chúc Hưng và gia đình luôn mạnh khỏe, công việc thuận buồm xuôi gió, phát tài phát lộc em nhá. Anh chào Huy nhá. Chào không có tên. Anh chào Tuấn TV. Hello em. Hello khu Phổ Yên nhá. Chào Quang Tùng nhá. Chúc Quang Tùng và gia đình luôn hạnh phúc, gia đình bình an, may mắn, thuận buồm xuôi gió, mọi việc hanh thông nhá. 8386 59. Anh chào Phương Còi, anh chào Tràng Khờ nhá. Anh chào Ngọc Quân. Cảm ơn anh em đã follow mình nhá. Chúc tất cả anh em và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an nhá. Chào Mạnh Dũng nhá. Chào Sơn Sông Sinh. Anh chào Phương Còi, hello Phương Còi. Hello Chiến Võ nhá. Hello Bình Trường. Anh chào Hưng Phổ Yên nhá. Trên Phổ Yên anh quen nhiều mà em ơi, trên Phổ Yên Thái Nguyên anh quen nhiều. Anh chào Đỗ Văn Tài nhá. Cảm ơn anh em follow mình nhá. Anh chào Lộ Thất Đông Minh. Đấy có 4 cái nút ở màn hình đấy, anh em nhấp tay mạnh tay vào màn hình lên. Anh chào Chất Gầy nhá. Chúc gia đình Chất Gầy luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Công việc thì luôn thuận lợi, phát tài phát lộc 8386 59 luôn nhá. Anh chào Cú Nhây nhá. Chúc Cú Nhây và gia đình luôn hạnh phúc, gia đình bình an may mắn em nhá. Công việc thì phát tài phát lộc 59 luôn nhá em nhá. Anh sinh năm 91. Anh 91 nhưng mà tuổi anh 19 thôi. Anh chào Duy nhá. Cảm ơn anh em follow nha, anh em đẩy mạnh cái view cho mình lên. View tụt rồi kìa. Đang 600 bây giờ tụt 200 mấy, anh em đẩy mạnh view lên. Anh em Tâm, chào Tâm Bari nhá.
Ê, chào bé heo. Ở nhà mà. Em làm gì, ăn cơm chưa? Anh biết rồi. Người ta chào thế cho lịch sự ấy. Chúc em luôn xinh đẹp em nhá. Nhìn cái biết ngay. Anh chào Triệu Đức Đạt nhá. Chúc gia đình Triệu Đức Đạt luôn thành công, gia đình hạnh phúc em nhá. Luôn bình an em ạ. Anh đi đâu đâu? Anh ở nhà mà. Tẹo lựa anh mới à, Tuấn mới cả anh Giang mới à, vợ chồng Khởi mới cả chị Hạnh, chị ruột của khá ấy. Đi ra chỗ Phạm Tuấn 1 giờ bắt đầu ra học, đến 5 giờ anh lại về mà. Anh chào Đức Thịnh nhá. Nhạc được không anh em ơi? Anh chào Trung Trần nhá. Anh chào Bùi Đạt nhá. Anh chào Trần Đại nhá. Anh chào Bùi Cà Chú. Đâu anh ở trên Bà Lê anh em ạ. Anh chào Trần Võ nhá. Anh chào Nguyễn Tuấn Anh. Cảm ơn anh em đã follow mình nhá. Giờ này giờ anh em chưa nghỉ trưa hay sao ấy. Mình đang làm thấy ít mắt xem hết nhỉ. Cảm ơn anh em follow với cả chia sẻ thả tim cho mình nhá. Chúc tất cả anh em đang xem livestream vui vẻ, gia đình hạnh phúc, bình an. Đây còn một lá thư này của ông bạn khá này. Đấy. Lá này viết dài lắm. Ừ, anh em anh với anh Khá ở trong trại gửi thư nhau ấy, hai anh em ở khác buồng gửi thư nhau. Hello em, chào Bùi Đạt nhá. Đúng rồi em ơi. Anh chào Tuấn Bin nhá. Anh chào Tiên Định. Anh chào Louis Trần nhá. Chào Viêm Chọc Bát Tư nhá. Cảm ơn anh em follow mình nhá. Ok em ơi, chào Xuân Hy nhá. Hôm nào anh em mình làm cốc bia nhá bạn nhá. Anh chào Lâm Lan Tai nhá. Ôi giời, giờ bao nhiêu tuổi rồi còn nhảy em ơi. Anh chào Hung Lâm nhá. Chào ngày em đến. Cảm ơn anh em follow mình nhá. Chúc tất cả anh em gia đình hạnh phúc nhá. Anh chào Phương Lam nhá. Anh chào Thắng nhá, chúc Thắng và gia đình luôn hạnh phúc, công việc thuận buồm xuôi gió, phát tài văn lộc, 5 con 9 em nhá. Chào Thế Anh 99 nhá. Anh chào Quang Cối. Anh chào Trung Si 610 nhá. Em chào anh Giang nhá. Chúc anh Giang và gia đình luôn mạnh khỏe, công việc 83 86, phát tài phát lộc, 5 con 9 anh nhá. Chúc gia đình anh luôn bình an, may mắn, hạnh phúc anh nha. Anh ấy, em chào thấy được chưa anh? Vừa 6-700 view thì lớn đất lại tụt rồi anh ạ. Chắc là giờ này chưa phải giờ nghỉ trưa anh ạ. Bây giờ anh thả em nhiều hoa hồng đấy anh. Anh chào Quang Cối nhá, chúc em và gia đình luôn hạnh phúc, công việc phát tài phát lộc, 83 86 em nhá, 5 con 9 luôn em nhá.
Sao mở? À, đây đây. Được chưa em ơi? Ờ, chắc là tại hình ảnh mờ nên là view tụt đấy. Anh khá cũng chuẩn bị rồi em ạ. À, cải tạo tốt thì cũng sắp về rồi. Đây để anh đổi màu không nào. Để đổi cái chữ hiệu ứng nhá. Hiệu ứng là